Xin chào tất cả các bác, các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các em đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ review cho anh em một mẫu siêu phẩm máy câu của Daiwa. Đó là mẫu súp Bassia 45QD Japan. Bây giờ mời anh em các bác, các bạn xem một đoạn video qua khuôn mẫu của máy này. Sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết từng bộ phận cụ thể của máy để xem biết nó tại sao nó là siêu phẩm. Vừa rồi các bạn đã xem qua một đoạn video review về máy Daiwa súp Bassia 45QD. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết của máy anh em nhé. Ta sẽ vào chi tiết cụ thể của máy. Đây là trên tay em, đây là siêu phẩm của Daiwa đây. Một dòng khá đình đám. Bên cạnh dòng súp Tournament QD thì nó có dòng súp Bassia Tournament. Thì dòng này là súp Bassia QD. Anh em nhìn này, máy cực kỳ mượt mà bê mái luôn. Dòng này thì đỉnh của đỉnh rồi. Gia tốc vòng tua tương đối khá là lớn. Đấy, anh em nhìn này. Về cấu tạo của máy thì anh em nhìn này,
Mẫu máy này thì nó tương đương với size 10 đến 12 ngàn đấy, của Shimano anh em nhé. Tôi quay là sự kết hợp bằng thép kim loại không gỉ này, anh em này, to khỏe chắc, anh em có thể đổi tay thoải mái này. Cái đây là cái lắp này, và dòng này là dòng tay quay xoáy anh em nhé. Đây dòng tay quay xoáy anh em này. Đấy, đối với những mẫu cao cấp thì là tay quay xoáy chứ không phải vặn ốc như bên này nữa. Đấy, thì anh em có đối với mẫu này thì anh em có thể đổi tay thoải mái, đổi bên nào cũng được. Đấy, quay theo hướng vào phía vào phía lòng mình ấy, là chúng ta quay mà cho tay quay nó chặt vào đây, còn chúng ta quay hướng vào hướng ngược lại thì nó sẽ gì lấy tay quay ra. Cái cấu tay quay anh em nhìn này, đối với nhà hàng đẳng cấp thì cái kết cấu làm bằng thép tay quay này thì cực kỳ tốt này. Đấy, bằng thép này, thép chống nước mặn không gỉ anh em nhé. Đối mẫu máy này thì thông số cơ bản tỷ lệ chuyển động là 4.1 trên 1 anh em nhé, 4.1 trên 1. Số bạc đạn là 9, 9 bạc đạn, em này có 9 bạc đạn đấy. Máy đời rất là cao. 9 bạc đạn thì gồm có 8 bạc chuyển động và một bạc chống chống quay ngược, chống bó máy. Gồm có 9 bạc đạn. Tốc độ thu dây của nó là 80 cm trên một vòng thu dây. Đấy, nhưng mà tỷ lệ chuyển động nó rất là nhanh anh em nhỉ. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trọng lượng của máy thì cực kỳ nhẹ luôn. Với con máy mà tương đương size 10 đến 12 ngàn như này, trọng lượng chỉ có 465 gram. Các bạn thấy nó tích hợp rất nhiều công nghệ trên này để giảm trọng lượng của máy, thì những cái chất liệu làm máy này cực kỳ là tốt. Đấy, nhẹ, bền, tốt, khỏe, phải đáp ứng được những tiêu chí của máy. Về thông số vào cước thì cước 4 vào được 250 m, cước 5 vào được 200 m. Đấy. Em này thì xuất xứ thì là Japan, anh em là Made in Japan, hàng nội địa anh em nha, hàng nội địa. Đấy là thông số cơ bản của em Sub Bassia Daiwa QD 45QD. Còn bây giờ mình sẽ tháo rời chi tiết cho anh em xem này. Bác xem nha. Đây, nhất là kết cấu tay quay đây. Các bạn thấy nào? Khớp gen của nó rất là to, tay rất là khỏe. Đấy. Về con máy đây, mình tháo cho anh em nhé. Con máy, những con máy đời cao lúc nào cũng tích hợp xả nhanh anh em nhé. Đây, đây là chế độ để nô máy cứng anh em nhé, không xoay được nhá. Chúng ta xoay nhẹ này. Đấy, nhìn này. Chúng ta là cái lô nó xoay được này. Đấy là công nghệ xả nhanh, xả nhanh. Còn đây này, cái chống gạt cước của nó anh em nhìn rất là hầm hố, dòng này rất là hầm hố luôn. Con lăn này bằng titan anh em nhé. Con lăn này lăn titan, lăn titan. Gọi titan gold đấy, titan gold nhưng mà titan thường là titan gold. Gạt cước rất là hầm hố luôn. Đây là phía trên của máy này, Quick Duck. Em này thì màu chủ đạo là màu 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 trắng kim loại. Đấy, pha màu bạc và màu đen. Đấy. Đây là cái nắp khóa phía trên đỉnh của nó đây. Đây là lô cước anh em ạ, lô cước của nó đây. Dòng này là dòng cuối lông anh em ạ, cuối lông. Này, lô tương đối là dài. Đấy. Làm bằng hợp kim siêu nhẹ, siêu khỏe, chắc khỏe. Làm hợp kim nhá, hợp kim siêu nhẹ, siêu nhẹ đấy, siêu khỏe, chống gỉ hoàn toàn. Đấy, nó rất là nhẹ đây, nhà máy rất là nhẹ nhờ như vậy. Còn nếu những con máy đời nó thấp hơn thì
dòng nó thấp hơn thì cái này nó làm bằng thép, chủ yếu là thép thép chính thì nó nặng lắm, nó nặng thì trọng lượng máy nó sẽ tăng lên. Đây còn phía kết cấu bên trong của máy đây, anh em nhìn là trông dã man không? Các cái vết cắt bo như này anh em, vết cắt bo như này, đây, hay là vết cắt bo như này, đây, tạo cho con máy có độ hở ở phía trong, đây, hở để ta nhìn thấy cái phần chua cốt ở trục trong này nhưng không nhìn thấy cái trục trong, trục trong ở trên nó nằm trên đỉnh này cơ. Đây, hay như là cái chỗ cắt bo như này là tăng khả năng giảm trọng lượng cho máy anh em ạ, mà máy vẫn khỏe vì cái này nhà máy nó tính hết rồi. Đây này, bạn nhìn thấy nó rất nhiều vết, những cái vết cắt bo này, nó thiết kế rất là nhiều vết cắt bo này. Đây đây này. Đấy, anh em nhìn ra, thế nên là trọng lượng của máy giảm đi rất nhiều nhờ những cái chỗ này nó cắt bo như này, nhưng máy rất khỏe luôn vì cái này được áp dụng những công nghệ nó tiên tiến nhất của thằng Daiwa. Chúng ta hay thấy trên Shimano gọi là công nghệ C4+ ấy, nó thực ra là một loại vật liệu tổng hợp. Đấy, carbon như là carbon tổng hợp tạo nên sự dẻo dai chắc chắn bền bỉ của máy câu, thì trên con Daiwa này cũng áp dụng những công nghệ như vậy, nhưng trên Daiwa nó không ghi được công nghệ C4+. Đấy, vì đây là theo hãng máy thì mỗi hãng máy nó áp dụng công nghệ khác nhau, tuy nhiên là khi đến đời máy cao này thì các công nghệ đó đều phải tạo cho con máy nó có sự đấy, dẻo dai, bền bỉ, khỏe, trâu bò. Đây là cái cốt của nó đây. Cốt của nó thì siêu to rồi, anh em nhìn này. Cái cốt máy này của nó phải cỡ này thế nào? Cỡ này nó phải 5 ly. Cốt máy này phải cỡ 5 ly. 3 ly, 4 ly mấy? 4 ly mấy này. Cái này phải 4 ly mấy, 5 ly này. Cốt rất là to. Còn cái phần trên này là phần tạo tiếng kêu cho máy khi khi chúng ta lắp máy vào đây nhận, nó sẽ va vào cái bên dưới này, này tạo ra tiếng kêu. Đây mình sẽ lắp vào cho anh em xem này và quay cho anh em nghe này. Đấy các bạn này, nó tạo tiếng kêu cho máy khi chúng ta để lô lỏng, nó sẽ kéo nó kêu như này. Đấy, đấy các bạn nghe chưa? Phía trên của máy đây, phía trên trục cốt máy đây, nó làm cái này là chống rối cước này. Này chống rối cước này, chống rối cước nó làm ở dòng này rất đặc biệt, nó không làm cái chống rối cước ở hai bên sườn này đấy, giống như nhiều mẫu khác mà nó dòng Basia thì nó làm chống rối cước kiểu này. Và thực ra thì mỗi cái nó có ưu điểm đấy. Dòng chống rối cước này thực ra nó rất ít khi bị rối, cước ít khi bị sổ ra. Đây anh em nhìn, đây còn chi tiết phía bên trong của máy thì không tháo ra được các bác nhé, vì bên trong này con máy nó đang nguyên lành như này và nó thuộc phân khúc cao cấp thì không tháo ra được. Giá của em này là 9 triệu các bác nhé, giá là 9 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại dưới video, địa chỉ để dưới video nhé. Giá 9 triệu rồi. Con này gọi hàng đã dùng nước qua nhưng vẫn còn nguyên hộp, anh em còn nguyên hộp. Con này nếu mà còn mới cứng thì giá nó sẽ rơi vào 12 triệu rưỡi cho đến 13 triệu rưỡi anh em nhé. Các bác nhớ là như vậy, giá của em nói giờ là 9 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đấy là em vừa review cho các bác đầy đủ chi tiết của con máy Daiwa Basia Sub QD 45QD. Đấy, một trong những dòng siêu phẩm của Daiwa và hàng Japan nhé, made in Japan. Giá của em nó là 9 triệu. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ để dưới video nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.